Chào anh chị đã quay trở lại với kênh youtube Máy Xây Dựng Thái Bảo Thì tối ngày hôm nay một chương trình đại hạ giá của công ty nha Thanh lý bán lộ nhưng mà công ty lỗ thôi chứ bên Bảo vẫn không lỗ nha đó Thì Bảo cũng xin phép những anh chị nào á mà đang nhập những sản phẩm bù lông thương hiệu X Power Thì thương hiệu này á thì Bảo bán la dai quá trời rồi Đó thương hiệu của Nhật sai sướng lắm laser thì anh chị biết chất lượng khỏi phải chê đó sản phẩm x power này những anh chị trước á, mà đã nhập thì bán với mức giá 1 triệu 450 nghìn nhưng mà anh chị nào mà xem chương trình này nha thì bảo thông báo luôn bảo không có phá giá đây là chương trình của công ty đưa đến cho bảo nha với mức giá 1 triệu 450 nghìn tối ngày hôm nay thì bảo giảm còn 1 triệu 299 nghìn nhưng mà anh chị biết sao không công ty bán lỗ cuối năm đó nên là người ta thu hồi tiền để trả cho nhà máy bên kia do thiếu kinh phí đó thì 1 triệu 299.000 là giảm cho anh chị 150.000 rồi anh chị chỉ cần mua một máy bảo tặng luôn một máy với tổng sản phẩm trên này là 200 con nhưng mà công ty đã phân phát hết cho những đại lý khác thì bảo còn 50 con Mua một máy 1 triệu 299 nghìn Tặng luôn con máy mài Thương hiệu SSH nội địa nha Đó thì sản phẩm này á Không phải bèo mà công ty giảm giá đâu Nó khá là ngon luôn Anh chị nhìn này Cái phần hộp không là mình nhìn không Cũng thấy mê ít power nha ít power á Là sản phẩm này nó quá là sướng luôn Đó Do công ty nhập khẩu độc quyền và phân phối Anh chị có thể tham khảo những trang thương mại điện tử bán Với giá 1 triệu 450 nghìn người ta cũng chưa bao ship thì bao ship tùy người ta nhưng mà tối ngày hôm nay bảo nhắc lại bảo không có làm video này để phá giá công ty đó thì nhiều anh chị nhập hàng ở đâu đó tham khảo thông cảm nha đó công ty đưa về năm chục sản phẩm một triệu hai trăm chín mươi chín nghìn mà trời ơi nó tặng luôn con máy mài này giảm một trăm rưỡi tặng luôn con máy mài bảo hành toàn bộ nha pin sáu tháng sạc sáu tháng máy mài bảo hành sáu tháng rồi Bảo sẽ vào chi tiết máy cho anh chị mình xem Đó bình thường Anh chị mua Thì sản phẩm bù lông á Pin nó bèo lắm đúng không Là hàng nhái, hàng trôi nổi, hàng nhập lậu các kiểu á Pin nó bèo cực kỳ luôn Thì hôm nay Bảo sẽ cân thử cho anh chị sản phẩm này Vì sao Bảo nói không bèo là chỗ nào rồi bình thường á, anh chị mua sản phẩm hàng nhái này thì bảo cũng không có tiền dán tem vào mất công hàng nhái Makita bốt để quát các kiểu này căng cục pin nha 10 sao có 5 lạng 10 gam thôi Riêng cục này Anh chị nào á mà về căng á Xài pin cục thương hiệu mà nó đẹp này ít power căng lên nha Đó 6 lạng tư Một cục pin không mà anh chị nghĩ nó nặng hơn một lạng mấy Thì xài chất lượng cỡ nào Đó vì sao mà bảo kêu á công ty xả mà hàng không bèo Đó hàng nó cực kỳ tốt đi Mà pin này á tâu bò khủng khiếp lắm Pin cầm pin tốt này Tem á Hàng chính hàng người ta nhập tem này về Việt Nam mình làm giả không được cái tem này đặc quyền của công ty người ta làm ra 3D phản quang đó thiết kế cục pin cầm rất là chắc tay nha pin 10 cell rồi máy này là máy bù lông thì cái phần bù lông này á, là xài motor 21v này thiết kế thì anh chị nhìn rất là quen thuộc đúng không nhìn thiết kế máy móc đẹp cực kỳ đó bên sau dàn cơ tháo lắp dễ dàng rồi Bruplet này có chữ Bruplet không chổi thang thiết kế đẹp quá trời luôn anh chị ạ. À. Nhưng mà công ty thanh lý thì bảo chơi chương trình này. Đó thì bảo nhắc lại rồi. 1 triệu 450 nghìn giảm còn 1299 mà trời ơi nó tặng luôn con máy mài. Thì anh chị nhìn á nó sướng quá trời luôn. Đó không mua dịp cuối năm thì chừng nào mới mua được con máy này. Đó sản phẩm này không mua được thì lần sau anh chị không cách nào mua được mức giá nó bèo như thế này đâu. Đó, cân luôn trọng lượng máy này Đó, 1 kg 6, 40 gram Tức là thân này, dây đồng nặng 1 kg Đó, 1 ký đúng luôn Rồi, lúc mà anh chị mua thì bên trong được cái gì Đó, rồi bảo lên Xem bên trong luôn nha Hộp đẹp là cái đầu tiên Thương hiệu X-Power, thương hiệu Nhật này Nó mang đến cho anh chị nha Sản phẩm chất lượng ok Cầm pin, giữ pin lâu Bên trong thiết kế này anh chị thấy không Nó bọc xốp đẹp lắm Chứ đâu như những sản phẩm mà nó thằng nhái đâu về có bọc gì đâu thích đem đi đâu đem lăn lông lốc qua lại à đó bọc sốt đẹp này hai cục pin 10 sao cầm pin rất là tốt nha pin trâu pin trâu xài rất lâu đó 6 lạng ba một cục rồi sạc đi kèm này mà đặc biệt cái tem này anh chị à trời ơi nó làm phản quang đẹp phản quang nhìn không là thấy đẹp rồi thân máy thiết kế sắc sảo này ốc vít này qua wow, cái đầu cái đầu cái đầu này anh chị à Đầu này á nó lại chơi thêm cái đầu như thế này Anh chị nào á mà ở nhà mà xài đầu bù lông thông thường đúng không Là mình đúc vít vào nó hay rớt Nhưng mà đầu này á là nó có cái phe này Cái phe này á nó giữ vít cho anh chị lúc anh chị đúc vào Cái này nó giữ lại nó cứng luôn Là không rớt có lỗ đầu 1 phần 2 Rồi lực siết của máy á thì con này anh chị bắn ốc nè từ 22, 24 thì nếu mà tay ga thì bảo test ở nhà thì ra. Còn mà chủ yếu lực anh chị siết vào Nếu mà mạnh quá sao ra Còn 350 Newton Bản ốc 24 ra luôn Rồi thiết kế đầu đẹp này Tem phản quang quá đẹp Rồi xài đầu mục phần 2 Lực siết là 350 Newton Nhưng mà công ty người ta test Lên đến là 380 Newton luôn á đó. đó nếu anh chị nào không tin Mua máy về bản thử không đúng lực 380 hoàn tiền cho anh chị luôn Đó mức giá tối ngày hôm nay 50 sản phẩm Bảo nhắc lại không phá giá một anh chị nào hết luôn Đó là chương trình công ty đưa đến 1 triệu 450 nghìn Giảm còn 1 triệu 299 Tặng luôn con máy mài Rồi máy mài này nha Hàng này cũng không bèo luôn Hàng cũng chất lượng nha Máy mài gần đợt tăng giá này con này gần 500 nghìn á đó. đó. đó máy chắc chắn là dây đồng nha Cân trọng lượng máy cho anh chị mình tin tưởng đó trọng lượng máy lên đến là 1 kg 680 g. Trời ạ, à, nó rất là nặng nha. Chưa gắn phụ kiện vào này, thêm ốp phụ kiện vào hơn 2 kg luôn. Đó, rồi máy mài hàng nội địa nha. Rồi model của máy này, con này á, là xài điện 220, công suất lớn ngả à, lên đến là 720 W. Cốt mục tắc vòng tua máy đạt đến là 13.000 vòng mà thiết kế con máy mài xinh xắn đẹp lắm, đó lâm lanh luôn. Rồi, lúc mà anh chị mua với mức giá 1 triệu 450 nghìn Tối ngày hôm nay chương trình nó rẻ trời ạ Trời ơi 1 triệu 450 nghìn giảm còn 1 triệu 299 Tặng luôn con máy mài Đó anh chị nào á mà xem chương trình này mà không mua thì biết bao giờ có cơ hội thứ hai trong năm Đó qua năm thì không biết điều đó tính sau Đó thì bảo tết âm thanh nha Con này mạnh lắm à Đó nè đi vào này sướng lắm Có chỉnh cấp nè một nè u chà đã đấy đó cấp yếu này cấp mạnh này xài con nào cũng thế nha đó mạnh lắm đó anh chị nghe âm thanh này lực lực siết của máy thì rất là cao lên đến là 350 Newton nếu mà anh chị test máy á nếu mà có máy test con này 380 Newton là công ty đã gửi clip cho bảo xem nếu không được 380 Newton hoàn tiền cho anh chị luôn người ta trừ hao cho anh chị và đặc biệt Lúc anh chị mua thì sản phẩm này pin nó trâu lắm anh chị à À đây 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 có mặt đây luôn Trời ơi cục pin này Trời ơi móc phép gì quá trời trời Mặt thì nó to nguyên cục pin luôn Quá trời đà luôn Đó pin này đóng gói kỳ lắm Trời ơi kỳ lượng vô cùng này Đó pin trời ơi pin cam luôn Đó hàng chính hàng Chứ ai như những sản phẩm pin hàng nhái Thì nó màu tím các kiểu nha Đó cục pin 6 lặng 3 Thiết kế mặt to chà bá luôn móc phép này mặt dòng xả sướng cực kỳ đó với mức giá mà anh chị nhìn á một con máy thiết kế đẹp này hộp đẹp nhìn không cũng mê 1 triệu 450 nghìn đó thì bảo cũng xin lỗi những anh chị nhập hàng rồi tối ngày hôm nay làm chương trình không phá giá ai hết công ty đưa đến 1 triệu 450 nghìn giảm còn 1 triệu 2 99.000 tặng luôn con máy mài là chương trình khủng khiếp nhất Bảo đưa đến anh chị nha Và cũng không ai bán được cái mức giá mà chương trình này đem lại đâu anh chị à Này là rẻ nhất thị trường rồi Đó ai mà dám chơi chương trình mà máy bù lông giảm kiểu uh, giảm trăm rưỡi tặng luôn con máy mài Mà hàng chất lượng như thế này Rồi anh chị nào xem xong chương trình á Nếu mà ưng ý mình xài đa năng này khoan tường được bắn vít được chơi bù lông được lực siết cao mở ốc hai hai này hai bốn á thì anh chị cứ tới cửa hàng bảo test ra luôn đó còn mà xe anh chị bắn vào lực cao quá bắn không ra chấp nhận đó là cái đó lực người ta siết lớn còn mà lực 350 bắn phát ra luôn rồi nếu anh chị nào cần đặt hàng sản phẩm bù lông ít power đẹp long lanh như thế này đó giảm giá sâu tặng luôn máy mài pin khủng mặt to thì có thể liên hệ luôn nha chứ nhắn tin là hết hàng thì bó tay rồi xem xong thì nhớ cho bảo một like mục đăng ký kênh thì anh chị thấy đợt này bảo update quá trời trời chương trình cho anh chị xem về mức giá cũng như là quà tặng khủng đến anh chị nha rồi bảo cùng kính chúc sức khỏe anh chị thật là dồi dào để có công an việc làm trong dịp cuối năm nha bảo xin kết thúc video tại đây tối ngày hôm nay luôn